Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động theo hướng giảm 100 đồng với các loại gạo nguyên liệu và thành phẩm. Trong khi đó, giá lúa thì ổn định. Tại An Giang, giá lúa duy trì ổn định sau nhiều lần điều chỉnh tăng giảm mạnh trong tuần qua. Cụ thể, lúa IR50404 tươi giá 5.500 đến 5.700 đồng 1 kg. Lúa OM5451 tươi 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. OM380 ở mức 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 lúa tươi 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô 6.600 đến 6.900 đồng 1 kg. Nếp lông an khô 7.000 đồng 1 kg. Lúa OM18 giá 6.000 đồng 1 kg. Nàng hoa chín giá 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Lúa Nhật 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Lúa IR50404 lúa khô 6.500 đồng 1 kg. Lúa nàng nhan khô 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, trong tuần qua, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa tại các địa phương như Tiền Giang, Đồng Tháp giữ ổn định ở mức từ 5.950 đồng tới 6.050 đồng 1 kg với lúa hạt dài và 5.450 đồng 1 kg với lúa thường tại ruộng. Tại Long An, giá lúa hạt dài tăng 100 đồng lên mức 5.550 đồng 1 kg và lúa thường cũng tăng mạnh 200 đồng lên 5.100 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bạc Liêu, lúa thường bán tại ruộng ghi nhận giảm 100 đồng 1 kg xuống còn 5.250 đồng 1 kg. Với giá gạo hôm nay giảm 100 đồng 1 kg, theo đó gạo nguyên liệu IR504 giảm 100 đồng xuống còn 8.200 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 giảm 100 đồng xuống còn 9.100 đồng 1 kg. Tấm loại 1 IR504 giảm 100 đồng xuống 7.500 đồng 1 kg. Riêng cám vàng giữ giá ổn định 7.600 đồng 1 kg. Với giá gạo bán tại các chợ lẻ không có điều chỉnh nhiều, hiện gạo thường 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg, nếp ruột 13 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng 1 kg, hương lài 19.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 14.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 17.500 đồng 1 kg, sóc thường 14.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo Nhật 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm giặc min từ 14.000 đến 15.000 đồng 1 kg, cám là 7.000 đến 8.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu tiếp đà đi ngang, hiện giá gạo 5% chỉ còn 425 đến 429 USD trên 1 tấn, gạo 25% tấm giá 404 đến 408 USD trên 1 tấn, gạo 100% tấm giữ ổn định ở mức 338 đến 342 USD trên 1 tấn và gạo jasmine là 583 đến 587 USD trên 1 tấn. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ cập nhật thông tin và chi tiết và đầy đủ nhất về giá cả các loại lúa cho bà con tham khảo. Lúa OM7347 lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa khô 6.500 đến 6.800 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa tươi 5.200 đến 5.500 đồng 1 kg. Lúa OM4009 lúa khô 7.100 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM4009 lúa tươi 5.900 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa OM18 lúa tươi 6.100 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa OM4218 lúa tươi 5.800 đến 6.000 đồng 1 kg. Lúa OM5451 lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM5451 lúa khô 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM5451 lúa tươi 5.900 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa Đại Thơm 8 lúa khô 7.200 đến 7.400 đồng 1 kg. Lúa nàng hoa tươi 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 6.300 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa tươi 6.800 đến 6.900 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa khô 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Lúa ST25 lúa tươi 6.800 đến 7.100 đồng 1 kg. Lúa thơm Đài Loan lúa tươi 6.900 đến 7.200 đồng 1 kg. Lúa Hương Châu 6 lúa tươi 5.200 đến
5.600 đồng 1 kg, lúa Nhật DS1 lúa tươi 5.900 đến 6.200 đồng 1 kg, lúa Nhật DS1 lúa khô 7.500 đến 7.800 đồng 1 kg, lúa nặng nhen lúa khô 12.000 đồng 1 kg, nếp vỏ tươi An Giang 5.100 đến 5.300 đồng 1 kg, nếp vỏ khô An Giang 7.000 đến 7.100 đồng 1 kg, nếp vỏ tươi Long An 5.200 đến 5.500 đồng 1 kg, nếp vỏ khô Long An 6.700 đến 6.900 đồng 1 kg, lúa Jacmin lúa tươi 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg, lúa Jacmin lúa khô 8.200 đến 8.300 đồng 1 kg, lúa IR 50404 lúa tươi 5.500 đến 5.700 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Chúc bà con luôn được nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.